Dạ vâng, em chào thầy cô, mình chào tới các bạn. Thì mình là Hà và mình học lớp Happy và mã số sinh viên của mình là RX-K3029. Hôm nay mình sẽ làm một cái bài tập để trả bài tập về bài tập số 3 về bộ môn là soạn thảo văn bản. Cụ thể là về phần chỉnh sửa văn bản. Cô có giao cho mình một bài tập đó là chỉnh sửa một cái văn bản này. Đây như các bạn đã thấy trên màn hình. Vâng, như các bạn thấy trên màn hình, và đề là chỉnh sửa văn bản cũng như là đánh số trang. Đây, chỉnh sửa văn bản cũng như là đánh số trang và chỉnh sửa làm sao để cho chuẩn. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến hành luôn. Thì trước khi là chỉnh sửa một văn bản này thì các bạn sẽ setup một số các cái khung hình trước. Ví dụ như là ở phần các bạn vào layout, ở phần size thì các bạn chọn A4 và các bạn vào phần page setup. Tất cả top 2, mặc định top 2, nét 3, button 2, right 2. Ok, các bạn sẽ ok rồi. Và ở phần paragraph thì các bạn ở phần nicing các bạn để multi và khoảng cách giãn dòng là 1,3. Ok. Vâng, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa. Đây. Ở trên là vừa mình đã ngồi và mình đã thiết kế là một cái trang bìa. Đây trang bìa như các bạn có thể thấy. Thì ở trang bìa này thì các bạn có thể là tạo bằng tay. Còn nếu mà muốn đẹp thì các bạn có thể là lên mạng gõ là trang bìa mẫu ở trong Word thì nó sẽ ra rất là nhiều các bạn chọn và để các bạn thiết kế. Khi có một khung này rồi thì các bạn để thường là ở trong một cái trang bìa thì các bạn để hai phông chữ thôi, là chữ đại học LX này, ký hiệu ở dưới này, với cả tiêu đề của bài tập thì các bạn để cùng một phông chữ. Như ở đây là mình như ở đây là mình đang để khung chữ là 28, còn khung chữ dưới là 18, còn cái chữ Hưng Yên là những cái ngày để tạo văn bản này thì là các bạn để chữ thường và nghiêng nhé, làm sao để bố khí nó cân đối. Bây giờ mình sẽ thử về cái nội dung bên trong. Ở đây thì có họ tên, năm sinh này, chứng minh thư này, số báo danh này. Rồi thì các bạn lên tập bảng 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, rồi như các bạn để có nguyên là không được. Họ tên này. Năm sinh. Chứng minh thư nhân dân. Ok, địa chỉ. Anh còn cái cột ở giữa các bạn để hết số chấm nhé. Ok, thì chỉ xong các bạn cả một mặt luôn đi. Đó, bên này cũng vậy.
ok. Đấy, nhìn như vậy nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Sau khi làm xong thì các bạn tắt cái không có đi được. Rồi. Mình có vẻ nó thừa hơi thừa một ô. Đoạn này mình sẽ xóa bớt đi. Đều hơn. Rồi, ok. Mình thấy nó vẫn chưa ổn lắm. Mình sẽ cho cột này xích lại gần một chút. Tiếp theo là các bạn sẽ sau khi nhấn xong thì các bạn sẽ xóa hết những cái vừa lại đi vừa lại rồi. Bài làm luận các bạn nên để chữ y và cho ra giữa. Bài này các bạn sẽ in làm nó tiêu lệ để cho cách nó lỗi nhất. Như là câu 1, câu 2, những cái ý nhỏ mình đọc lên thì bài các bạn nó sẽ được nhìn đẹp hơn. Các bạn không vậy? Và toàn bài các bạn là để giúp mình đó là giữa. Rồi hết rồi. Đây cả bài mình đã để ăn giữa rồi. Khoảng cách các chữ ok rồi. Còn những cái ví dụ như là như này, các bạn có thể chọn đánh dấu trang tự động cho nhìn nó đẹp hơn. Những cái mục cũng đúng nhau thì mình sẽ bôi và mình đánh dấu một thẻ. Ok, mình chọn đánh mục đấu tranh đó cho tôi đó. Như vậy là trang đã được đánh dấu tự động. Vẻ như chưa chưa được lắm. Mình sẽ làm từng phần một. Như cái này thì các bạn chỉ cần đánh dấu tiêu đề là được. Các bạn mà đánh dấu hết thì nó sẽ bị như lỗi như mình vừa rồi.
Nếu phần tự động mình sẽ xong, mình sẽ kiểu một số lỗi là xong. Các bạn mà sử dụng đánh dấu chân đồng bộ thì nó đều hơn rất là nhiều. Ok. Phần đánh số trang. Đánh số trang thì tôi đang đã đánh ở đây rồi. Đây, còn nếu mà bạn ở đây có một số phần như là nếu các bạn muốn để đây đánh số trang thì các bạn có thể vào phần header và footer ở phần insert. Tiếp tục thì là mình sẽ dẫn các bạn đây không cần tạo mục lục, mà mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn là tạo mục lục. Các bạn có thể là vào phần đây, ví dụ mỗi ô nhà tạo mục lục theo từng câu chẳng hạn, câu 2 này, câu 2 các bạn có thể là vào phần đi quần này, các bạn thêm từng never một đấy, tới như vậy khỏi bị kỹ năng này. Đấy. Câu 3 thì mình chọn level 2. Thì nó một chỗ ý chí như vậy. Còn khi mà các bạn muốn xuất cái mục lục ra, các bước kia cũng làm tương tự. Các bạn ấn vào tab ở content thì nó sẽ ra kiểu một số kiểu mục lục các bạn đây, nó sẽ mục lục các bạn sẽ chỉnh sửa ở đây. Đó, nhưng mà nếu như này không có yêu cầu mục lục thì mình sẽ không mấy nữa, mình sẽ xóa đi, mình sẽ không cần thiết. Vâng, ok, mình rất cảm ơn các bạn cũng như mọi người đã chú ý theo dõi bài của mình xin cảm ơn.